Máy khử khuẩn dao kéo Kalai KL200, tô điểm cho căn bếp, thiết yếu cho sức khỏe. Bạn có biết, việc rửa dụng cụ nấu ăn thông thường không thể loại bỏ được hết vi khuẩn. Với khí hậu nhiệt đới thường xuyên nồm ẩm như ở Việt Nam, dao đũa và các loại vật dụng làm bếp rất dễ sinh sôi vi khuẩn có hại cho người dùng. Bởi vậy, trang bị một chiếc máy khử khuẩn dao kéo là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bạn và của cả gia đình. Kalai KL200 ứng dụng công nghệ chiếu tia cực tím thông minh loại bỏ 99,9% vi khuẩn, lưu thông các luồng khí nóng, sấy khô nhanh, hạn chế tối đa sự sinh sôi và phát triển của vi khuẩn. Chức năng hẹn giờ lên đến 12 tiếng, chu kỳ khử khuẩn hoàn hảo, tối thiểu 30 phút, tối đa 60 phút, đảm bảo hiệu quả diệt khuẩn tối đa. Kalai KL200 đóng vai trò như giá đựng dụng cụ làm bếp. Với thiết kế tinh tế màu xanh lục bảo sang trọng, Kalai KL200 chắc chắn sẽ tạo được điểm nhấn cho gian bếp nhà bạn. Có máy khử khuẩn Kalai KL200, tự tin chế biến, thoải mái thưởng thức, sức khỏe dẻo dai.